Therefore, it gives me great pleasure to announce today the United States Agency for International Development's 3-year grant award in the amount of $7.2 million to Fulbright University Vietnam. Chúng tôi cam kết là sẽ làm tất cả những cái gì có thể để xứng đáng với cái niềm tin mà 20 năm qua rất nhiều người đã gửi gắm ở chúng tôi.